Trong thời gian qua, Quang Linh cùng team châu Phi trở về Việt Nam để nghỉ dưỡng và giao lưu cùng người hâm mộ. Tại quê hương, anh chàng cũng hội ngộ với Hoa hậu Thùy Tiên, thời gian dài cả hai đồng hành với nhau khi từ thiện ở Angola. Ngay lập tức, cuộc gặp mặt của hai nhân vật này nhận được nhiều quan tâm từ phía công chúng. Một video ghi lại khoảnh khắc Thùy Tiên cùng Quang Linh và team châu Phi tham quan rừng gây xôn xao. Trong clip, người hâm mộ không khỏi thích thú khi nhìn thấy thái độ của nam YouTuber đối với Hoa hậu Hòa bình quốc tế 2021. Cụ thể, trong lúc Thùy Tiên đang đu trên sợi dây bằng cây bắt ngang, Quang Linh lập tức dùng chân để giữ thăng bằng giúp người đẹp không bị té về phía sau, cho đến khi cô đáp an toàn xuống đất, anh chàng mới thả chân ra. Người hâm mộ nhận thấy Quang Linh luôn tinh tế quan sát Thùy Tiên dù cả hai chỉ dừng ở mức bạn bè. Nhiều khán giả còn cho rằng nam YouTuber có vẻ có cảm tình với nàng hậu nhưng luôn giữ khoảng cách chừng mực để Thùy Tiên không bị khó xử. Trời ơi, lụy anh chị quá, tim tôi tan chảy mất, dù biết là anh chị chỉ thân như bạn bè nhưng sao tôi cứ muốn đẩy thuyền mãi, anh ta cứ như vậy. Sao tôi thoát được thuyền Linh Tiên, một số bình luận không khỏi phấn khích khi nhìn thấy Quang Linh quan tâm Thùy Tiên. Trước đó, hai người vẫn né tránh không đứng cạnh nhau khi chụp ảnh, đến khi tạm biệt thì Thùy Tiên cũng bắt tay Quang Linh và những người khác chứ không có cử chỉ gì đặc biệt hơn. Thế nhưng, cư dân mạng vẫn nhiệt tình ghép đôi bằng cách tự chế ảnh cưới ngọt ngào cho Thùy Tiên và Quang Linh. Dù bức ảnh rất ngọt ngào sống động nhưng nàng hậu lẫn Quang Linh Vlogs đều không có phản hồi gì, trái ngược hẳn với 2 năm trước. Thuyền Quang Linh và Thùy Tiên bắt đầu từ khi cả hai gặp gỡ và thân thiết trong chuyến từ thiện ở châu Phi vào năm 2022. Nhiều người hâm mộ liên tục ship hai người thành một cặp được nhận xét đều là trai tài gái sắc, vô cùng xứng đôi. Bên cạnh đó, Hoa hậu Thùy Tiên còn cho biết cô mong muốn bạn đời là người có tâm, có tài và thực sự cho mình được cảm giác an toàn sau một ngày dài làm việc mệt mỏi. Khán giả cho rằng Quang Linh hội tụ đầy đủ những yếu tố người đàn ông lý tưởng của nàng hậu. Do đó, hình ảnh fan chế Quang Linh và Thùy Tiên về chung một nhà cũng đủ khiến những ai đẩy thuyền cả hai phải siêu lòng. Nhưng sau đó, có lẽ vì thấy người hâm mộ đẩy thuyền nhiệt tình quá nên Thùy Tiên đã nhiều lần lên tiếng đính chính rằng cô vẫn độc thân, chỉ xem Quang Linh là bạn bè, cộng sự tốt. Thùy Tiên còn chia sẻ rằng cô rất buồn khi có một số người lợi dụng chuyện này để đẩy mọi việc theo hướng tiêu cực. Có lẽ do vậy Thùy Tiên và Quang Linh cũng hạn chế những hành động có thể gây hiểu lầm, dù hai bên sẽ vẫn cùng nhau thực hiện nhiều dự án cộng đồng. Cách đây không lâu, cựu Hoa hậu Hòa bình quốc tế cũng làm rõ mối quan hệ giữa mình và Quang Linh. Sự yêu mến của mọi người dành tặng là điều Tiên thật sự cảm kích. Nhưng cũng có những cá nhân cố tình lợi dụng chuyện này để đẩy mọi việc đi theo nhiều hướng tiêu cực, khiến những dự định cùng nhau phát triển đều được gác lại. Đây là việc mình thật sự rất buồn. Bỏ qua những điều tiêu cực, trên tất cả chúng mình vẫn sẽ mãi là những người anh em tốt cùng đồng hành trong những dự án cộng đồng kế tiếp. Mong khán giả sẽ luôn yêu thương và ủng hộ team Việt Phi nha, Hoa hậu Thùy Tiên chia sẻ về mối quan hệ với Quang Linh. Quang Linh Vlogs tên thật là Phạm Quang Linh, sinh năm 1997 tại Nghệ An. Năm 2016, sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông, anh quyết định đi xuất khẩu lao động ở Luanda, thủ đô Angola, một quốc gia châu Phi. Tại đây anh làm nhiều việc như thợ xây, phát triển xưởng làm nước đá. Nhắc đến những cái tên YouTuber nổi tiếng, dân mạng chắc chắn không thể bỏ qua cái tên Quang Linh Vlogs. Anh chàng mang tới cho người xem những trải nghiệm chân thực và đầy tự hào của một người Việt sinh sống và giúp đỡ những người khó khăn ở nước bạn Angola. Cũng vì thế mà kể từ lúc về nước đến nay, Quang Linh Vlogs nhận được rất nhiều sự mến mộ từ mọi người.